Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái bộ ba bánh cập nhật giá của tháng 3. Sau một số cái biến động giá do thị trường tăng lên thì em xin cập nhật cái bộ bảng giá này. Đối với một bộ cầu có các cái chiều dài từ 70 cho đến 1m2, đồng giá như nhau các bạn nhé. Bạn nào mua 1m4 thì giá cao hơn 100. Bộ này thì sử dụng bánh 500-12, có số mạnh, số lùi, trục các đăng, phụ kiện nhíp, phụ kiện phanh chân, phanh tay. Bánh 500-12 thì bộ này có thể dao động 5 tạ đến 7 tạ. Bộ này thì thay thế cho bánh 400-12. Nó cũng giá thì nó cũng xem nhau thôi. Bộ này chỉ chênh so với bộ bánh 400-12 một chút. Nhưng đối với cái dòng bánh này thì nó phổ thông hơn trên thị trường, các bạn có thể dễ dàng mua thay thế. Nhưng nó sẽ mắc hơn một chút, đắt hơn một chút. Thì sơ bộ thì mình sẽ đi chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Vẫn là cái cầu hàng chất bên mình. Đây, các bạn có thể xem. Cầu thì rất là đẹp. Đấy, tăng bua 180. Các bạn có thể nhìn cái tăm bua này, người ta tiện trong tiện ngoài rất là đẹp, tiện kể cả mặt ngoài cũng tiện rất là đẹp. Đấy. Đều sáng bóng như thế này, tất cả nó bọc lỉ và bọc bao dứa, cho nên khi mình bóc ra lúc nào cũng sáng như gương như vậy luôn. Tai phanh này, đây là cái bộ số phụ này, loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tiếp theo là đến bộ trục các đăng. Bộ trục các đăng thì bên mình lúc nào cũng phục vụ cho các bạn là hai cái chữ thập và hai cái ống khớp trượt để cho các bạn hàn. Thì thực tế các bạn có thể chỉ cần một ống trượt và các bạn hàn một đầu còn lại vào cái chữ thập này thôi. Nhưng tuy nhiên thì mình trang bị hẳn cho các bạn hai cái các đăng, hai cái ống trượt này để các bạn hàn cái ống vào cho nó đều. Tiếp đến là cái bộ số lùi. Số lùi thì vẫn là hàng tốt nhất. Đây, hàng số vàng này bên mình đã thực tế trải qua nhiều rồi. Cho nên là đây là dòng số rất là bền từ trước, từ cái thời nhập cái số vàng này vào là rất ít khách hàng có phản hồi về chất lượng. Nó rất là tốt và ít hỏng hóc, gần như chưa hỏng hóc các bạn nhé. Tiếp đến là bộ phụ kiện nhíp. Nhíp thì nhíp 5 ná dài 70. Đấy, phụ kiện nhíp thì cao su bên mình cũng trang bị rất là nhiều các bạn nhé. Cao su là lên đến 12 cái cao su, 8 cái cao su nhỏ và 4 cái cao su lớn. Đu nhíp. Đu nhíp thì sử dụng ốc 12 này. Đấy, bu lon 12 các bạn nhé. Trên cái đu nhíp thì có trang bị một cái ống tròn để cho các bạn hàn lên khung. Treo như thế này. Đấy. Thì cái này là bên mình trang bị tối đa cho các bạn luôn nhé. Không bớt đi bất kể một cái phụ kiện gì. Đấy. Tiếp theo là cái mặt bích. Mặt bích quăng nhíp. Thì một số bạn thì thích cái mặt bích sắt này. Đấy, mặt bích sắt này nó dày khoảng 6 ly. Đấy, nhưng mà mình thì hay bán cái mặt bích cong như này. Nó mỏng thôi, cái này nó chỉ khoảng 2 ly nhưng mà nó làm cong, cho nên cái độ cứng và cái độ đẹp nó hơn hẳn cái loại đen này. Thì khách hàng thì nhiều người cứ thích cái loại đen, có người thì thích loại đẹp như này. Như mình đánh giá thì chất lượng nó cũng khá là ok, giống nhau thôi. Thì tùy các bạn, nếu bạn nào không có yêu cầu thì bên mình sẽ đưa ngẫu nhiên. Đấy, thì nhớ trước là mình toàn bán cái này thôi, nhưng mà một số anh em cứ bảo lấy cái này dày hơn. Thì mình tiếp thu ý kiến của khách hàng và có cải tiến. Đấy, thì các bạn lưu ý cái vấn đề đấy. Một trong hai cái này mình sẽ gửi cho các bạn. Và chất lượng như mình đánh giá là đều ngang nhau về độ cứng. Cái này nó không, nó làm cong. Đấy, nó vừa ôm vừa cái nhíp đấy. Nó ôm đúng theo cái độ cong của cái nhíp này. Đấy. Còn cái thằng này thì nó phẳng nhưng nó dày hơn. Còn thằng này nó làm cong, cho nên là các bạn tùy chọn nhé. Tay phanh thì loại dài này, loại rất dài này. Tay phanh này thì bên mình, bạn nào mua lẻ thì bên mình bán cả dây cũng rẻ thôi.
nếu mua số lượng nhiều thì cũng chỉ tầm khoảng 70.000 cả dây thôi. Đấy, bán cho các bạn rất là rẻ. Còn mua lẻ thì các bạn phải thông cảm, nhiều khi là đóng gói rồi các thứ mình không thể để cái giá đấy được. Anh em nào mua nhiều thì có giá rẻ. Đấy, đũa phanh đây. Đũa phanh thì dài, đủ để các bạn làm xe. Đấy, đũa phanh thì loại dài. Đèn thì vẫn là đèn xi nhan 3 bóng. Nó có 4 chức năng: xi nhan, phanh, pha và đèn lùi. Đấy thì các bạn, nhiều bạn nó không biết chế cái đèn lùi này kiểu gì, thì hôm nay mình cũng chỉ luôn cho các bạn. Đây, các bạn lưu ý như này, ở trên cái hộp số lùi như này, hộp số lùi nó có một cái móc đây này. Đấy, cái móc này khi các bạn làm ngoặc vào một cái bộ công tắc, các bạn mua một cái công tắc như kiểu là công tắc phanh chân của thằng xe máy ấy, các bạn cò vào cái này và các bạn đấu qua một cái hệ thống đèn, thì khi các bạn đạp cái số vào cái công tắc này, nó sẽ kéo cái dây công tắc và nó sáng cái đèn hậu như này, sáng cái đèn lùi như này. Đấy, một số bạn thì mình chưa biết hoặc là bây giờ mới biết thì bên mình sẽ chỉ cho các bạn. Thì một số bạn chưa biết cách đấu cái đèn lùi như thế nào thì hôm nay mình đã chỉ cho các bạn rồi nhé. Các bạn lưu ý như vậy. Đây, đấu vào công tắc cái này nhé. Thế còn cái cách lắp đặt số phụ và cài đặt cái phần kéo dây ấy, các bạn có thể xem video. Mình để link dưới cái video này là cái link lắp đặt cái dây số phụ và cách lắp đặt, thì các bạn lưu ý cho mình cái vấn đề đó. Đấy, dây cần số phụ là đầy đủ. Giá thành thì mình sẽ để dưới phần mô tả sản phẩm, hoặc là các bạn có thể để lại số điện thoại mình sẽ báo giá. Giá thì không thể báo trong video, thực tế là nó theo thời điểm và mình cũng không giấu các bạn. Đấy, bạn nào hỏi là mình báo giá luôn. Đấy, nhưng mà mình báo trong video này, ngày mai giá nó thay đổi thì mình không sửa lại video được. Thì giá bên mình thì lúc nào cũng chuẩn, rẻ. Các bạn nào mua hàng thì đều biết giá bên mình rất là rẻ. Thì mình đã cung cấp rất là lâu rồi. Đây. Đấy, cầu rất là nhiều nhá. Có cả mái che, xe ba bánh này. Mái che thì giá đợt này chỉ có hơn 1,3 triệu thôi. Bạn nào đến nhà thì rất là rẻ, lấy rất là rẻ. Xin giới thiệu với các bạn là đây là cái bộ mái che này. Mái này thì có chiều cao là 1m4. Chiều rua về đằng sau là 1m, chiều rôi trên mái là 1m. Kính cường lực an toàn đấy. Đi theo bộ mái này thì có kèm theo là gạt mưa xi nhan, và bộ gạt mưa và bộ đèn xi nhan. Còn các bạn cần trang bị thêm đèn pha nữa là đẹp. Video của mình thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video.